đường về ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Mong muốn được san sẻ với những hộ gia đình đồng bào dân tộc Khmer còn gặp khó khăn về nhà ở, chương trình Làng Hài Mở Hội đã có dịp lắng nghe câu chuyện của một đôi vợ chồng nghèo. Mình không biết chữ đâu, có ai mà nhận vô công ty này kia đó. Nhập một ngày có 70.000 thôi, nó không có đủ trang trải trong cuộc sống của mình. Cái ngày mà em tính sắp sửa đi làm là con nó bệnh, nó bị sốt, thì mình không có tiền mà nửa đêm nữa mà cũng không ai cho mình mượn. Ngày 9 đêm là chạy xe ba gác, tại vì mình xỉn nó dắt đồ nặng cũng không có được nhiều. Có nhà thì cặp mấy mưu nữa, trời mưa trời gió thì cái nhà nó bị lủng lỗ, chỉ có một chỗ để cho bé nè. Mình sao thì sao mà con mình về, mình phải cho nó ngủ, có chỗ ngủ cho nó. Cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả, nỗi lo cơm áo gạo tiền và cảnh nhà tạm bợ vẫn còn là nỗi trăn trở hàng đêm. Chương trình Làng Hài Mở Hội đã trao 50 triệu đồng cho gia đình anh Vinh và chị Cô Láp để xây dựng ngôi nhà kiên cố. Mong sao yêu thương của anh chị sẽ mãi luôn đông đầy. Ông vợ đánh dậy xấu phù mỏ. Ông vợ đánh dậy xấu phù mỏ. Làm gì hả? Gì? Làm gì súng vậy? Mình đại diện cho nhóm anh em trao căn nhà tình thương cho chị Sơn Thị Cô Láp, ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh. Vô đi. Vui là được rồi. Đi. Woo! 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 Chào gia đình. Xin kính chào quý vị khán giả. Hứa Minh Đạt và anh Hoàng Mèo đã tới căn nhà của chị Cô Láp và đầy đủ gia đình của anh ở đây, bà con đồ đang đông đúc để đón nhận cái niềm vui mới. Hay quá. Chị có coi chương trình Làng Hài Mở Hội không? Có luôn hả? Rồi ngày hôm nay chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Có con chứ, có con mới có căn nhà hôm nay chứ. Đúng rồi. Theo như cái chương trình đó, có một cái món quà kỷ niệm của nhóm anh em với lại gia đình. Anh Mèo quá phụ em, cái này nặng lắm. Này. Những chàng trai nam thanh nữ tú. Hay quá. Chị có cảm nhận cảm xúc làm sao khi mà nhận cái niềm vui này? Rất là mừng cái chỗ che nắng che mưa cho các con. Rất cảm ơn nhóm hài anh em. Rất là mừng, xin cảm ơn. Ôi, mọi người đầy đủ, hơi vô, vô, vô. Nhà chơi, nhà chơi, nhà chơi. Vô. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay không những chị Cô Láp rất là vui khi có một căn nhà mới, riêng nhóm anh em rất là hạnh phúc khi đem tới một niềm vui nho nhỏ tới cho gia đình, cho những người đang cơ cực có một căn nhà để mà che nắng che mưa. Và chương trình Làng Hài Mở Hội sẽ còn nhiều căn nhà tình thương nữa. Nếu quý vị yêu thương và ủng hộ cho Làng Hài Mở Hội thì hãy đón xem vào thứ tư 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Rồi.